ta đã học vừa rồi chúng ta thấy là đề cái đơn vị trong cái luồng ấy, tính cái đơn vị trong cái luồng ấy thì có character này, unit này, đơn vị là character này, rồi thì binary những phân ấy, byte, rồi thì object. Thì chúng ta đã nói về character stream rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói về cái binary stream. Cái binary stream thì nó có hai, một là mức thấp, hai là mức cao. Low level stream tức là mức thấp ấy thì đều có cơ chế là đọc và ghi dữ liệu, và đây là nó đọc ghi tuần tự từng byte một. Nó ghi ở cái dạng nguyên thủy. Còn nếu như mà ở mức cao ấy thì nó đọc ghi, nhưng nó sẽ đọc ghi theo tùy theo kiểu dữ liệu, tức là cái dữ liệu là đọc là character hay là đọc là integer hay là double vân vân, tức là nó dựa vào cái kiểu dữ liệu để mà nó đọc ra. Nó có từng cái lệnh đọc, lệnh ghi cho từng kiểu dữ liệu khác nhau. Ở đây ấy, thì nó có cái lớp gọi là random access file để thao tác tới việc cho một cái luồng và ghi và đọc. Nó có hai hàm tạo này. Một hàm tạo là đối số là địa chỉ của cái file đấy. Và cái hàm tạo thứ hai thì là có thể là đối số là file. Hai cái đều được và nó đều có cái mode này. Tức là mode ở đây là xem là mình làm gì. Nếu là R thì có nghĩa là mình chỉ đơn giản là đọc ra thôi. Còn nếu mode là RW có nghĩa là chúng ta mở ra vừa để đọc và vừa để ghi. Nó có hai cái trường hợp nữa cho những cái dạng file khác nhau. Ví dụ có thêm RWF. S ở đây là cho những cái file nội dung có nội dung thay đổi tức thì đấy. Đấy. Hoặc là những cái file mà có phần metadata đấy. Nó cũng là thay đổi tức thì, chữ D này. Đấy thì là những cái file mà không phải là cái trường hợp trên. Ví dụ nhá, chúng ta sẽ có những cái dữ liệu sau sẽ được ghi vào một cái file gọi là random access file demo.txt này. Đây. Xong rồi có sc1 là một show này. Xong rồi b là true này. n thì là integer này. x thì là double này. sc2 là một show này. Ở đây ấy, thì là nó đọc theo cái ASCII này. Cái bảng ở đây, cái ASCII. Theo từng cái ký tự đấy. Đầu tiên ấy, là mình mở cái file này để vừa ghi vừa đọc. Đây này, cái mode của nó là vừa ghi này, vừa đọc ra. Đầu tiên là chúng ta ghi vào trước. Thì chúng ta sẽ ghi thứ nhất là ghi cái sc1, tức là ghi một cái show này. Đấy thì là write UTF-8 là ghi show. Write bool là ghi bool. Write integer là ghi integer. Còn write double là double, xong rồi write byte. Byte byte ở đây là đây có thể tính ra là từng cái byte này, mỗi ký tự này, cả cái show này. Đấy. Thế thì khi đọc ra ấy, vì là chúng ta sẽ ghi thì nó về đuôi file mà. Ví dụ các cái vị trí mà nó ghi này, position để nó ghi đấy. Thì đầu tiên là bây giờ chúng ta muốn đọc ra ấy, thì chúng ta sẽ về begin file, tức là đầu tệp, tức là chạy về đấy, bằng cái lệnh là seek với không là begin file. Sau đấy mình ở trên ấy, là mình ghi bằng cái gì thì ở dưới mình đọc ra bằng cái đấy. Ví dụ ở trên mình write cái UTF-8 này thì ở dưới mình read UTF-8. Ở trên mình write bool thì ở dưới mình read bool. Cứ như vậy. Mình ở đây trên là cái AR à đây. Ở dưới mình đẩy cái này vào byte mà. Cái SC2 này. SRI mình write ở cái dạng byte này. Đấy, thì bây giờ mình phải đọc ra nó ở dạng byte. Đây, mình có new một cái byte
chứa này, đọc ra mình có thể viết được độ dài của nó, vân vân. Xong mình đóng nó lại, đây là mình mở ra ở chế độ vừa ghi này và vừa đọc này, và theo cái cơ chế là mình sẽ dùng đọc ghi theo từng loại kiểu dữ liệu. Có thể là mình sẽ ghi ở mức thấp, tức là mức thấp low, tức là không ghi theo cái kiểu mức cao này mà ghi theo mức thấp, tức là nó sẽ tính ra là byte đấy, mỗi cái này là byte. Ví dụ nhá, mình sẽ ghi ghi tất cả ghi đây, đầu tiên là mình có một cái output stream để ghi này, đây mình gọi cái thằng file output stream này, đây mình ghi cái ký tự n này, đây là số 5 này đấy. Đây số 5, xong mình ghi cái blank là dấu cách này, ghi đây là dấu cách này, nó ghi ở đây là nó ghi từng byte một đấy. Đấy, mỗi một cái write này nó ghi một cái byte, là một cái ký tự đấy, theo cái ASCII. Thế bây giờ mình sẽ ghi cái A này, đây ghi cái A. Thì cứ mỗi một cái số này mình sẽ ghi vào cái A này, rồi mình sẽ ghi một dấu cách. Cứ như vậy, đây là có 5 số. Xong rồi mình có thể ghi cái tên file này. Đấy. Mình sẽ ghi từng cái LST vân vân vào đây. Thế thì ở đây khi mà mình nhìn cái file, mở cái file này ra thì thấy là tất cả những cái gì mà là ký tự ấy thì mình nhìn thấy này. Còn cái gì mà là mình ghi nó là số ấy, là đấy thì mình không nhìn nhìn ra. Thế vậy thì ở đây ấy, mình sẽ có đọc lại ngược lại của cái việc mà vừa rồi là ghi vào, thì đọc ra thì là file input stream. Thế vậy thì ở đây mình sẽ tính được cái độ dài, cái độ dài tính ra được cái độ, cái giá trị của cái file đấy, để available để mình đưa ra đấy, nó là bao nhiêu byte. Thế bây giờ mình sẽ phải đọc, đây là đọc ở mức thấp mà, thì mình sẽ phải đọc là từng byte một. Đây ví dụ mình có một cái byte một này, đấy. Thì mình đọc cái đầu tiên, video đầu tiên mình cho vào là một byte là ký tự này. Đấy, thì mình sẽ đọc ra cái ký tự đấy ở cái byte này. Đọc ở mức thấp mà, đọc ra từng byte một. Và mình chuyển cái byte ấy thành sâu để mình viết ra. Thế rồi mình lại đọc cái byte đấy vào cái byte tiếp theo, thì nó là một cái dấu cách mà. Đấy, xong rồi mình đọc dần. Xong mình viết nó ra này, đọc từng bài từng bài từng bài một. Đấy, đọc từng bài một đấy, rồi viết nó ra. Rồi cái tên file này là cái tên file này, cái tên file 2 4 6 8 10 11 này, đây 11 bài. Thế nên mình sẽ new một cái 11 bài đấy, thì mình đọc cả cái 11 bài này ra vì nó là một sâu mà, một tên của cái file đấy. Xong mình viết nó ra. Ở trên thì mình viết tuần tự từng cái giá trị số này, đây, 5 này. Xong rồi mình viết 5 xong dấu cách này, đây, dấu cách này, vân vân vân. Xong cuối cùng mình viết ra như này. Đây là mình đọc ở mức thấp, tức là đọc từng byte một riêng rẽ, chứ không phải đọc như kiểu mức cao như này. Mức cao là nó sẽ có từng cái việc ghi đọc theo từng kiểu dữ liệu, còn đây là mình tính ở mức thấp, có nghĩa là mình tính nó thành từng byte, thì mình ghi ở từng byte là đấy. Thì ở cái mức cao như vừa ta thấy là nó sẽ có đọc và ghi theo từng kiểu dữ liệu một, tụ read integer, read UTF-8 và sâu này, thì cũng write UTF-8 vân vân, tức là nó hỗ trợ cho từng kiểu dữ liệu nếu như mà mình theo cái kiểu gọi là ở mức cao. Còn ở mức thấp thì chúng ta tính nó ra hết là ba. Đây, ví dụ như bài vừa rồi đây này.
Đấy, bài này, đấy, mình có thể viết vào, viết vào từng, có thể viết như thế này để đọc ra như thế này. Tức là nếu mà mình viết vào là right integer thì ở kia mình đọc ra là read integer. Nếu ở bên đây mình write ký tự, write character này, thì ở bên kia mình sẽ đọc ra là read này, character. Còn nếu ở bên đây mình viết vào là UTF-8 là show này, thì bên đây mình đọc ra là read UTF-8 là show. Thì đây người ta gọi là cũng là ở dạng nhị phân nhưng mà ở mức cao. Cái phần đấy thì ít sử dụng hơn. Cái phần character ấy thì hay sử dụng hơn, còn cái phần nhị phân này thì ít sử dụng hơn. Nên các em có thể tự làm những bài tương tự như giống ví dụ này. Cái cuối cùng cô muốn dạy bọn em đấy chính là đấy, character này là ký tự này. Thứ hai là binary là nhị phân này. Bây giờ đến cái gọi là object. Object thì nó cũng có cơ chế gọi là đọc và cơ chế ghi. Object input stream là đọc ra, còn object output stream là ghi vào. Đấy, nó có hai lớp này. Object input stream nó đọc ra bằng cái file input stream. Còn object output stream cũng bằng cái file output stream. Và ở đây là object. Thì một cái đọc một cái object ấy, thì nó luôn luôn phải có cái cơ chế gọi là serializable là tuần tự. Đấy, vậy thì khi mà xử lý một cái việc mà viết một cái đối tượng thì người ta gọi nó là tuần tự serializable đấy. Và để serializable một cái object thì người ta dùng cái lớp là object output stream. Thực chất ở đây ấy là nó tuần tự về cái dữ liệu của cái đối tượng chứ không phải là cái lớp mà mình định nghĩa ra. Tức là nếu như khi mà một một đối tượng ở tức là khi mà một cái luồng luồng để viết ấy, luồng output mà để viết cái đối tượng này được nó gọi là tuần tự ấy, thì cái đối tượng này nó phải chứa một cái gọi là tham chiếu đến một cái đối tượng khác. Và tất cả các cái đối tượng mà tham chiếu đấy ấy, mà khi mà được là serializable ấy, được là tuần tự hóa này, thì nó đều thuộc về một cái đối tượng gốc. Những cái dữ liệu mà tất cả những dữ liệu mà không được tuần tự hóa ấy, là cái thứ nhất là một cái thuộc tính mà là static đấy, tức là nó có phát trên cái vùng tĩnh mà đấy. Và cái thứ hai là những cái trường mà tạm thời ấy, thì nó đều có hai cái này đều không phải không được tuần tự hóa. Thế thì cái cơ chế này gọi là cơ chế viết một đối tượng thì gọi là tuần tự hóa. Vậy thì ngược lại cái cơ chế gọi là giải tuần tự hóa đi là một cái cơ chế mà chúng ta có thể là biểu diễn một cái bản copy của cái kiểu đối tượng gốc ban đầu ấy. Thì ở đây cái việc mà giải tuần tự hóa này là lớp là object input stream. Thế thì một khi một cái đối tượng được tuần tự hóa thì và nó sẽ được giải tuần tự hóa thì hai cái cơ chế này nó sẽ thuộc hai cái máy ảo khác nhau. Thế vậy thì một cái máy ảo Java nào đấy mà giải tuần tự hóa một đối tượng thì ở đây chúng ta phải truy xuất để nó theo một cái định dạng dựa vào một cái lớp mà được định nghĩa của cái đối tượng đấy, nó phải giải theo một cái lớp mà định nghĩa nó ấy. Đấy, hay nói một cách đơn giản là tất cả những cái lớp mà gì nhỉ mà đọc ghi hay là gọi là tuần tự hóa này thì nó đều phải implement cái serializable này. Đây ví dụ đây, chúng ta sẽ có một cái việc là một cái file một cái object input stream
nó sẽ được được đọc nhờ cái file input stream, và nó đọc thông qua một cái phương thức là read object. Vậy thì nó cứ đọc đọc đến khi khi null thì nó dừng lại. Đấy, thì ngược lại thì một cái lớp là object output stream nó sẽ ghi theo ghi nhờ cái lớp là file output stream và cái lệnh để ghi một đối tượng là lệnh write object. Chúng ta hiểu ở đây là đọc và ghi một cái object ấy, thì object có thể là một cái đối tượng integer thôi, hoặc là nó có thể là một sâu, hoặc là nó là một cái gì nhỉ, một cái đối tượng nào đấy như đối tượng sinh viên, và thậm chí cái object này có thể là một cái danh sách sinh viên. Đấy, ví dụ mình ghi, nếu mà mình ghi một cái danh sách sinh viên thì mình cũng có thể đọc lại một cái danh sách sinh viên, chứ không nhất thiết là chỉ có đọc ghi một cái một sinh viên nhé. Đấy, tức là mình sẽ ghi cái object đấy ở cơ chế gì thì mình sẽ đọc lại cái object đấy ở cái cơ chế đấy. Bây giờ cô sẽ làm một cái bài đơn giản thôi, tức là một cái bài mà sinh viên đi. Và để cho bài nó thì cái sinh viên đấy, giả sử cô có mã sinh viên, tên sinh viên, rồi thì có điểm sinh viên đấy đi. Còn bây giờ mình sẽ ghi cái sinh viên này, mình không phải là ghi sinh viên này là một sinh viên một, mình có thể ghi một sinh viên một. Thế nhưng mà mình cũng có thể ghi một danh sách các cái sinh viên, sau đấy mình sẽ đọc lại cả cái danh sách sinh viên đấy. Đây, thì tất cả những cái lớp mà chúng ta sẽ có cái cơ chế là read object và write object ấy, thì nó đều phải implement cái CLI bù, tức là nó sẽ cài đặt cái interface là tuần tự hóa này. Ở đây là cô có hai cái rồi cho bọn em rồi. Một cái là đọc ra. Cái này chúng ta chưa học nhưng cô giải thích vậy nhá. Tức là bài này cô có ý đồ là viết là đọc. Đọc ở đây là cô không phải đọc một cái object mà cô đọc một cái danh sách. Chúng ta sẽ học phần danh sách sau. Nhưng mà cái bài này chúng ta sẽ học về cái phần gọi là genetic ấy. Tức là tây ở đây là mai kia mình thổi nó vào làm cái object gì được object đấy, ví dụ là sinh viên hay là lớp hay là tàu hỏa hay là phương tiện gì đấy, vân vân. Đấy thì mình thổi cái T này vào, T này là một cái gọi là type, là nó cụ thể hóa cho một cái kiểu dữ liệu nào đấy. Đấy, mình viết cho một cái chung chung, cái sau đấy mình gọi cho cái gì thì nó đỡ phải viết lại. Thì ta để một cái gọi là cái thay thế là cái T này. Chúng ta sẽ học cái list này, cái danh sách này sau này, cũng như là cái list này là interface. Thế thì muốn tạo cái list này thì là một cái array list. Đây là mình có một cái file này này, xong mình cái file này đã được ghi vào bởi một cái danh sách như một cái list này. Bây giờ mình đọc nó ra bởi cái lệnh là read object này. Đấy, thì nó chuyển thành một cái danh sách này. Thì đọc ra bằng cái lớp là object output stream và lại đọc bằng cái file input stream. Khi đọc xong rồi thì mình đóng cái luồng để đọc. Ngược lại của vấn đề là thì là ghi. Đấy, mình ghi vào cái file này và ghi cái danh sách này bằng cái luồng là object output stream bằng cái file output stream, và cái lệnh ở đây là chúng ta là lệnh write object. Đây là chúng ta ghi vào là một cái danh sách, thì bên này chúng ta cũng sẽ đọc một cái danh sách. Còn nếu mà chúng ta ghi vào là một cái object là một cái t này thì mình tí nữa mình cũng sẽ đọc ra là một cái t thì mình phải for đấy. Thế nhưng ở đây cho đơn giản thì cô làm một cái gọi là nó đọc ghi cả một gì, cả một cái danh sách. Đấy, bây giờ giả sử cô làm cái bài này nhé. Cô sẽ new một cái lớp đi. Giả sử cái lớp này cô bảo là một lớp là sinh viên nhé. Sử cô để trong cái packet là demo 6 này.
như để cho nó đơn giản ấy, thì giả sử cô làm cái này là nó có mã này, nó có họ tên này, nó có ba thuộc tính đi, cái nữa là gì nhỉ, là và điểm đi. Thì nó có một cái constructor không đối này, có một constructor đủ đối này, giả sử nó có getter and setter này, cho tất cả các thuộc tính này và to string. Tí mình viết nó ra đấy. Tiếng Việt to string. Thì return về mã này, họ tên, rồi thì điểm. Mình phải chú ý là cái lớp này luôn luôn phải implement cái seriali label. Đây, serial label nó ở vào ra này. Nó ở vào ra. Luôn luôn phải implement cái serial label cho cái lệnh gọi là read object và write object. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái lớp nó gọi là vào ra file ấy. Nó có hai cái phương thức ấy. Đấy. Có hai cái phương thức là và ghi. Bây giờ cô sẽ làm cái phương thức đọc trước đi. Ở đây là cô không muốn tạo tạo cái đối tượng của cái lớp vào ra file nên cô để nó là static, để mỗi lần lần cô sẽ để nó gọi luôn tên lớp và chấm phương thức chứ không muốn tạo đối tượng nữa. Như vừa rồi cô bảo là ở đây cô sẽ làm cho nhiều gì nhiều đối tượng khác nhau nên cô để nó là một cái tên. Khi đọc ra thì nó sẽ trả về một cái danh sách tên. Giả sử đọc ra, ở đây cô sẽ đọc ra từ một cái tên file. Tất nhiên là cô import vào cái này, chúng ta sẽ học cái list này sau. Đây là cái interface. Cô sẽ khai cái này, cái tem này, để tí chúng ta trả về. Đây, cô trả cái này về. Cái này thì mình new một cái lớp gọi là array list. Chúng ta sẽ học cái này sau. Đây, chúng ta import vào. Cái này là interface. Cái này là một lớp của cái interface này. Giả sử cô return luôn để cho nó báo lỗi nhé. Đây, return gì? Return cái list này. Để cho nó đỡ báo lỗi. Ra biết là tất cả động chạm đến file ấy, thì chắc chắn là phải try catch rồi. Như ta thấy là ở đây cô bảo là đây là đọc ra thì ta dùng cái lớp là object input stream này, op này, object này, input object input stream này, nó ở vào ra. Giờ cô new một cái object để object input stream này. Thì đối số nó là một cái file input stream và đối số của cái này ấy, là một cái tên file này. Đây, cái tên file đây thì nó đẩy ra một cái gọi là vào ra exception. Bây giờ cô đọc nó ra thì nó trả về một cái danh sách là đọc là read object, read này, object này, mình sẽ ép kiểu cho nó, ép cho nó thành cái này,
vì mình đọc một cái danh sách mà. Cái này thì nó lại đẩy ra một cái try catch, bởi nó phải ép ra một cái kiểu này mà. Đây đây, thì nó đi là class ép ra một cái lớp lớp P này. Nhưng khi nó không tìm thấy cái lớp T đấy, mình đọc xong rồi thì mình đóng cái luồng để gì, à, để đọc. Đấy là cái này là đọc từ file và lưu vào danh sách. Bây giờ ngược lại là từ danh sách này để lưu vào file, dùng cái từ gọi là viết vào file nhỉ. Đấy, thì public này chúng ta cũng để static để cho nó đỡ phải phải tạo đối tượng. Và ở đây chúng ta cũng chỉ đến một cái gì nhỉ? Một cái object là t. Ở đây nó không trả về, nó trả về void. Ở đây sẽ là ghi. Đây. Chúng ta cũng ghi vào một cái tên file là file name. Ở đây chúng ta ghi một cái danh sách, ở trên chúng ta đọc một danh sách thì ở đây chúng ta sẽ ghi một cái danh sách. Đấy, đây mình đọc này ra một cái danh sách thì mình cũng ghi vào đấy một cái danh sách, cũng try catch rồi, cứ liên quan đến file là chúng ta sẽ try catch. Thì ngược lại ở trên là một cái object input stream thì ở đây mình sẽ làm một cái object này output stream. Đấy, mình need một cái object output stream. Đối số nó là một cái file output stream này. Và nó là một tên file. Chúng ta đẩy vào một cái vào ra exception này. Thế thì ở đây chúng ta ghi cái gì? Ghi cái danh sách này. Đấy, thì chúng ta gọi cái lệnh là write object này. Write object. Cái đối tượng mà chúng ta ghi vào ấy là cái danh sách này. Danh sách này. Khi mà chúng ta ghi xong rồi ấy thì chúng ta đóng cái gì? Cái luồng để ghi. Có hai cái, một là đọc này. Hai là gì? Ghi này. Thật sự ở đây cô có một cái sinh viên nhá. Thật sự cô có thể làm một cái khác nữa. Để chúng ta thấy là nó ghi đọc hai cái khác nhau. Đây ví dụ nhá. Cô làm một lớp khác đi. Ở đây nó cái T mà. T nó đại diện cho một cái object nào đấy. Cô giả sử đây là một cái sinh viên. Cô sẽ có một cái gọi là mặt hàng đi. Mặt hàng. Ví dụ cái mặt hàng này thì có cái gọi là mã hàng đi. Đấy. Đấy. Có cái gọi là tên hàng đi. Tên. Tên hàng này. Rồi giả sử là số lượng đi. Rồi thì đơn giá đi. Đơn giá này. Get set các thứ này. Tất cả đi. Xong rồi tu sinh.
viết ra này. Tu sinh. Còn return mã này cộng với cái này cộng với cái tên hàng này cộng với số lượng cộng với giá đi. À, đơn giá này. Đơn giá này cộng với thanh tiền nhỉ. Thanh tiền thì bằng là số lượng này. Mà nhân với gì? Đơn giá này. Ví dụ thế đi. Đấy, nó có hai cái object nhé. Bây giờ mình sẽ new một cái main đi. Mình tạo hai cái này đi. Tạo hai cái danh sách. Chúng ta sẽ học cái này sau. Cái danh sách là sử dụng danh sách sinh viên. Đây. Mình sẽ là L sinh viên. Hay là list sinh viên đi. List sinh viên. Mình new một cái array list này. Mình import cái list vào, cái array list vào này. Mình import cái list vào này. Đây. Giả sử mình để thủ công đi. Mình ép từng cái sinh viên một. Ở đây cô sẽ cái sinh viên này có mã là B cái gì đấy này. Trần Nhật Anh này. Cái này là cái gì nhỉ? Điểm à? 7 điểm này. Thêm hai lần nữa nhé. Bây giờ là B90. Cái này là B43. Cái đứa thứ hai là Bùi Thị Lan đi. Đứa thì Lan được 4 đi. Cái đứa thứ ba là Đặng Châu Anh. Cái này được 9 đi. Bây giờ cô sẽ lưu cái này vào, lưu cái này vào trong file. Thì cô gọi cái vào ra file này, cô gọi cái lệnh là write này. Write này. Giả sử cô lưu cái này vào là cái sinh viên chấm đáp đi. Lưu cái danh sách. Bây giờ cô sẽ có một cái list khác. Ở đây là mặt hàng. Đây, mặt hàng này. Cô để là list. Mặt hàng đi. New một cái array vậy. Bây giờ cô cũng ép thủ công đi. Ép này. New cái mặt hàng này. Cái thứ nhất là mã. Mặt hàng đầu tiên. Tên hàng giả sử như là gì nhỉ? Sách thôi sách mà vở Hồng Hà đi. Đây. Cái này là số lượng hay sao nhỉ? 10 này. Đơn giá là 20.000 đi. Cô cũng cho vào đây hai ba thứ đi. Cái thứ hai này, cái thứ ba này. Cái này là bút chì. Bút chì 2B đi. Là sẽ có lấy 20 cái bút chì. Giá cái bút chì là
Cái giá Gucci chắc là rẻ hơn nhỉ? Giả sử là 3.000 nhỉ? 3.000 thôi nhỉ? Cái thứ ba, giả sử như là bút chì rồi, vở hồng hà rồi, bút chì rồi, thế cái gì đi? Con chuột đi. Chuột quang đi. Giả sử là 15 chiếc đi. Quang thì chắc nó đắt hơn nhỉ? Khoảng 210 đi nhỉ? Đấy, bây giờ cô lưu nó, cũng là viết nó vào một cái file. Giả sử cô đề nó là gì nhỉ? Mặt hàng chấm đát đi. Đây. À, cái này cô phải lưu vào source sheet nhé. Source sheet này. Xong vào đây là demo 6 này. Công C này. Công V này. Công S này. Bây giờ là cô chạy, nó đẻ là hai cái này. Cô run này. À, cái này chưa serialize label. Đấy. Đấy, nó bảo là chưa serialize label. Đấy, thì mình phải implement cái là serialize label này đây. Queen. Công S này. Đấy, bây giờ cô chạy lại nhé. Ê, nó đẻ cái này, cô xóa đi nhé. Chạy lại. Đấy, ok. Đấy, bây giờ cô có hai file này rồi. Bây giờ cô sẽ đọc hai cái file này ra. Đấy. Giả sử cô sẽ lưu một cái lớp gọi là main 2. Cô sẽ đọc hai cái đấy ra. Cô sẽ đọc nó ra bởi một cái danh sách. Ví dụ như là sinh viên này. Đấy. Bây giờ cô sẽ đọc ra cái list 1 đi. Cô gọi cái vào ra file và gọi cái là read. Mình sẽ đọc từ cái source sheet này. À, nó là gì nhỉ? Source sheet này. À, demo 6 này. Và nó tên là sinh viên chấm gì? Chấm đáp này. Cô import cái này vào. Cô đọc cái nữa ra đi. Công C này. Công V này. Cái này cô đọc là mặt hàng. Mặt hàng này. Đấy. Cô gọi cái này là list 2 này. Cô sẽ đọc từ cái là mặt hàng. Bây giờ cô sẽ viết ra hai cái danh sách này nhé. For này. Một cái là sinh viên y 2 chấm list 1 này. 1 này. System out. À, phải ngoặc lại cái. Rồi. System out cái y. Đây cô để là danh sách sinh viên nhé. Là danh sách sinh viên. Có sử cho nhanh nhé. Công C này. Công V. Đây là danh sách mặt hàng đi. Mặt hàng. Cái này là mặt hàng này. Mặt hàng mình đọc từ cái list 2. Đấy. Bây giờ cô chạy bài này nhé. Thì nó viết ra cái danh sách sinh viên này. Và nó viết ra cái danh sách mặt hàng này. À đây nó có cái thành tiền nữa mà. Nó viết ra cái thành tiền đấy. Nó nhân ra được cái gì? Cái thành tiền này. Thì tất cả các lớp mà động đến read object và write object đều phải implement serializable và tất cả liên quan đến file thì đều trái két các em nhé. Và các em thấy cái lệnh là read object này và cái lệnh write object ấy, thì object ở đây nó có thể là không chỉ là object mà nó có thể là một cái danh sách object. Ví dụ như này. Đấy, thì khi mà mình ghi vào
là cái gì thì mình đọc ra là cái đấy. Ví dụ như ở đây là cô ghi vào là một cái danh sách thì cô đọc ra là một cái danh sách. Còn nếu mà cô ghi vào từng cái ô danh một ấy, thì cô phải for đấy, phải for cái danh sách này rồi ghi. Thế thì ở bên này mình cũng phải làm như vậy, mình cũng phải for để mà đọc nó ra. Cái phần đọc ghi object này nó khá là hợp lý cho tất cả những bài tập mà nó sẽ liên quan đến đọc ghi đối tượng nhé. Những bài kiểm tra sau ấy, thì chúng ta sẽ dùng cái này. Còn những cái cơ chế đọc ghi ký tự ấy, đọc ghi đối tượng, đọc ghi kiểu đơn vị là ký tự thì nó sẽ liên quan đến nhiều các bài. Đấy, còn cái này chỉ cơ chế nó chỉ là đối tượng. Thế là cô đã dạy hết những cái phần mà liên quan đến vào ra file. Cô kết thúc chương 4 nhé. Cô dừng bài học ở đây.